Thank you. Thank you. Quá tuyệt vời, tuyệt vời. Anh Phong đứng lại nha anh Phong. À, giọng hát của anh rất là tuyệt vời, phải không quý vị? Và anh Quý lại có một yêu cầu riêng nữa với một nhạc phẩm Still Loving You. Không biết anh có thể đáp ứng yêu cầu của anh Quý trong đêm hôm nay không? Xin mời quý vị hãy cho anh Nguyên Phong thêm một tràng pháo tay với nhạc phẩm Still Loving You theo yêu cầu của chú rể. Hai bài cùng một điệu nhưng mà quý vị thì khó nghe vì anh Quý yêu cầu phong hát hôm nay để xin mời quý vị thưởng thức. Và sau đây là Still Loving You. We'll be right back.